Xin chào các anh em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em cách phân biệt là Vertu main chính hãng với cả dòng Vertu Fake 1 với cả một cái dòng Vertu rất là đặc biệt, đây là Vertu Fake 1 loại mới. Vertu cái dòng này nó khác biệt hoàn toàn so với những loại Fake trước đây. Đấy. Ví dụ như là đây hai con này là Fake, con màu đen này thì là Fake 1 cũ trước đây. Để mà biết Fake 1 thì anh em hàng Fake thì anh em có thể kiểm tra bằng mã lệnh của Vertu là sao thăng 9270268 thăng. Đấy, hàng Fake thì là khi mà mình nhấn mã lệnh này thì nó không ra. Và tuy nhiên là đây là cái bên tay trái của tôi, cái máy này là Vertu Fake loại mới, bấm mã lệnh vẫn ra bình thường. Còn đây là con sử dụng, đây là con bên chính hãng. Bên chính hãng thì các anh em bấm là sao thăng 9270268 thăng. Đấy, lệnh này thì nó sẽ ra các thông số của con Vertu này. Đầu tiên là dòng email, sau đó là giữa năm sản xuất. Bình thường là mình ấn này mình sẽ phân biệt được là Vertu Fake hay chính hãng. Còn Fake thì ấn cái mã lệnh này nó không ra cái gì cả. Đấy, mã lệnh không ra cái gì cả. Tuy nhiên là cái con Fake mới này bây giờ bấm mã lệnh thì nó vẫn ra sao thăng 9270268 thăng, nó vẫn ra thông số. Thế nên là anh em mua máy Vertu thì cần chọn những nơi uy tín để mua máy Vertu chính hãng. Ví dụ như TS Mobile là nơi rất là uy tín để anh em có thể là tin tưởng. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em biết cách phân biệt là cái máy Vertu Fake loại mới này, mặc dù là bấm mã lệnh vẫn ra thì anh em có thể phân biệt sâu hơn xem là nó khác gì so với con Vertu sử dụng main chính hãng này. Đây cái điểm khác biệt thứ nhất nhé các anh em, nhìn này, cái dòng khi mà mình nhấn mã lệnh đấy thì cái con chính hãng thì nó sẽ dòng đầu tiên thì nó sẽ là serial number, trong khi đó là cái con Fake loại mới này tuy là bấm mã lệnh nó cũng ra nhưng mà cái dòng đầu tiên của nó không phải là serial number mà nó là made. Dòng thứ hai của con chính hãng này mới là made, và trong made này thì nó có ghi tháng và năm sản xuất, trong khi đó là cái con Vertu Fake loại mới này tuy là có made nhưng lại không có tháng và năm sản xuất. Thì anh em có thể phân biệt rất rõ nhé. Thứ nhất là trên này là có serial number, dòng đầu tiên là serial number này, còn dòng đầu tiên thằng này là made này. Trong made của cái thằng Fake loại mới này cũng không có ngày, cũng không có tháng và năm sản xuất luôn, trong khi đó của cái máy chính hãng này thì sẽ có là tháng và năm sản xuất. Thì anh em phân biệt rất rõ. Ngoài ra mà để phân biệt thêm cái điểm khác thì anh em có thể bấm nút bên sườn này nhé. Bên sườn này nó ra chữ Concierge này thì là chính hãng này. Đấy. Còn nó ra Assistant này thì là không phải là hàng chính hãng này. Đấy. Đây, anh em có thể ấn con Fake này nó ra Assistant như này thì không phải là chính hãng. Đấy. Mà nó phải là Concierge thì mới là chính hãng. Đấy là hai cách phân biệt rồi. Cách thứ ba này các anh em xem phím âm lượng nhé. Ấn phím âm lượng này tăng lên này. Đấy, thì nó có mức là từ 1 đến 10. Ở đây các anh em có thể nhìn thấy từ 1 đến 10. Đấy, trong khi đó là cái con này nó chỉ từ 1 đến 7 thôi. 1 đến 7 thôi. Fake chỉ 1 đến 7 thôi. Vì thế nên là trong hình thức thì bên ngoài thì những con Vertu này thì không khác biệt nào, so không nhìn bên ngoài không thể nhận được cái điểm khác biệt nào so với máy chính hãng cả. Vì vậy nên anh em cần chọn những nơi uy tín để có thể mua điện thoại Vertu để tránh bị mua nhầm hàng giả hàng nhái mà mình phải mua trả với cái giá hàng chính hãng, như vậy rất là đáng tiếc. TS Mobile cũng là một nơi rất là uy tín để anh em có thể tham khảo. Tiếp theo nữa để giới thiệu để phân biệt cho các anh em cách mình kiểm tra kỹ hơn thì các anh em vào phần menu này, sau đó vào phần setting này, rồi tìm phần codec TV này, setting này. Đang tìm phần Connect TV này. Đây Connect TV đây. Để mình bật sang cái con Fake loại mới này. Đấy. Cái dòng Fake này thì nó chỉ có vào phần Connect TV thì nó chỉ có một loại kết nối là Bluetooth duy nhất thôi. Đấy Connect này. Chỉ một loại kết nối duy nhất là Bluetooth thôi. Trong khi đó hàng chính hãng ấy thì nó có 6 cổng kết nối, 6 loại kết nối đây. Bluetooth, WLAN, Internet, USB data, packet data, data transformer. Đấy, data transfer. Tức là 6 loại kết nối. Đấy là điểm chúng ta có thể phân biệt được là cái chính hãng với cả cái hàng Fake với nhau. Trên đây là những cái điểm tổng kết lại nhá. Một là anh em có thể kiểm tra mã lệnh là sao thăng 9270268 thăng.
Đấy, mã lệnh mà dòng đầu tiên nó serial number thì là chuẩn. Còn đâu mã lệnh mà dòng đầu tiên của nó không phải là serial number mà nó chỉ là phần mét thôi thì không chuẩn. Sao thăng 9, 2, 7, 10, 2, 6, 8, 9 thăng. Đấy, chỉ là mét không thì không chuẩn. Đấy, cách thứ nhất. Cách thứ hai là các anh em ấn nút bên sườn này. Concierge Assistant này. Đấy, Concierge là chuẩn, Assistant không phải chuẩn. Đấy, cách thứ ba là anh em có thể ấn nút âm lượng ở bên sườn này. Âm lượng bên sườn này, nó tăng này. Đấy, nó từ 1 đến 10, trong khi đó là con thằng này từ 1 đến 7. Đấy, là ba cách rồi. Giới thiệu với anh em cách thứ tư là cách cuối cùng nhé. Cách thứ tư, cách cuối cùng này. Là anh em tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Con này đang có sim thì tháo sim ra. Rồi, cho anh em bật nguồn lên. Bật nguồn cả hai máy lên. Đấy, cái config này này thì khi bật nguồn lên nó hỏi dòng chữ này chỉ có 3 từ thôi. Đấy, boot up without sim, 3 từ và 2 dòng. Trong khi đó còn chính hãng này, 1 2 3 4 5 6 từ. Start up phone without sim card. Đấy. 6 từ, trong khi đó con này chỉ có 3 từ thôi. Thì đây là cách anh em phân biệt cách hàng chính hãng với cả hàng fake. Cách thứ tư. Rất là mong anh em tìm được những nơi uy tín và rất là mong anh em có thể phân biệt được hàng chính hãng với hàng fake. Xin cảm ơn các anh em.